Dự án cao tốc Bắc Nam qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có chiều dài tuyến trên 100 km, tổng mức đầu tư trên 20.200 tỷ đồng. Trong đó có hai dự án thành phần chính là đoạn Bãi Vọt Hàm Nghi chiều dài 35 km và đoạn Hàm Nghi Vũng Áng chiều dài khoảng 55 km, cùng do Ban Quản lý Dự án Thăng Long, Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Tại dự án thành phần Bãi Vọt Hàm Nghi, tổng mức đầu tư trên 7.600 tỷ đồng do liên danh Tổng Công ty Xuất Nhập Khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex và Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng thi công. Đến nay đã đạt gần 60% giá trị hợp đồng. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Văn phòng Điều hành dự án thành phần Bãi Vọt Hàm Nghi cho biết, hiện trên công trường các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực phương tiện để đảm bảo tiến độ dự án. Hiện nay đối với cái tiến độ mà thi công một dự án và đang bám sát cái tiến độ đề ra, một số các yếu tố rủi ro như về thời tiết thì tùy từng thời điểm thì sẽ có những cái giải pháp phù hợp. Nhưng mặt bằng và vật liệu là hai cái yếu tố vướng nhất đối với dự án là bằng đủ. Do đó thì cái tiến độ là nhà thầu sẽ bám sát được. Trong khi đó, tại dự án thành phần Hàm Nghi Vũng Áng, chiều dài khoảng 55 km, tổng mức đầu tư trên 9.700 tỷ đồng do liên danh nhà thầu, doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tự Lập, công ty cổ phần 471, công ty cổ phần xây lắp 368 thi công, đến nay đạt khoảng 55% giá trị hợp đồng. Ông Nguyễn Khắc Trung, trưởng ban điều hành dự án thành phần Hàm Nghi Vũng Áng cho biết, tranh thủ thời tiết thuận lợi, thời gian qua, các đơn vị thi công đang tập trung tiến độ phấn đấu về đích dịp 30 tháng 4 năm 2025. Hiện tại chúng tôi đang bám sát tiến độ xây dựng. Thậm chí có những đơn vị công địa thuận lợi là người ta đã vượt tiến độ rồi. Có những mũi thi công bây giờ cũng nhà thầu là người ta đạt đến trên 70% rồi. Nếu như mà cái điều kiện thời tiết nó không quá bất thường ấy, thì chúng tôi cũng tự tin là đáp ứng được cái tiến độ theo chỉ đạo của Bộ trưởng.